chị. Đẹp quá, đẹp quá. Quay gì con, tháo bàn tay hả? Ấy là có tháo rồi không? Tháo rồi chị. Chứ không tháo hả? Tháo. À. Làm sao tháo phải máy mới tháo được chứ? Tháo bằng tay anh? Tháo bằng tay hả? Ờ, em tưởng đâu bơm hơi rồi gì chứ. Dùng hơi chất sức đâu mà tháo ra được hay vậy? Chả biết á mà. Hồi xưa giờ không biết, cứ họ không biết làm sao tháo ra được, nó to nó nặng vậy sao tháo ra. Phải đẩy nó lên chứ. Tự nó nâng lên anh. Thích xe đầu kéo lắm mà, đâu biết đâu. Vừa là về nghỉ hả anh? Vừa là về nghỉ đó hả? Dễ vậy nè. Giờ là tự tụt ra luôn hả? Lấy cái cây, cắt cái cây vô.
Còn lúc lắp vô cũng chạy lưu vậy, khớp vô thôi anh. Lắp vô thì sao? Lắp vô là... Dạ.